hỏi đấy. Ta đi chứ cụ Hoàng. Tha cho nó. Lạy Chúa, một trái tim nhân từ của Đức Phật lại có ở ở một tên giặc cỏ phải không? Bạc Đồng, đã làm ông hiểu lầm. Có điều gì làm cụ Hoàng không vừa ý trong cuộc đi săn hôm nay? Từ ngày người Pháp với cụ ký hòa hoãn không đánh nhau nữa, tôi thú nhất những cuộc đi săn như thế này. Cụ xem kìa. Tuần trăng trước ấy, các ông kéo quân sục vào làng, không báo gì cả. Làng con trâu nái của tớ hụt mất lứa đẻ, thương cáu lắm. Hòa hoãn chó gì mà thế. Đây là bài hát của vùng Provence. Nó giống như điệu quan họ của xứ này. Thú thực với cụ Hoàng, tôi là người ưa ca hát và cũng rất thích uống rượu. Giáng như ông chỉ là một người khách ở xa đến nhà tôi chơi, nghe hát và uống rượu thôi thì vui biết mấy. Mình đã về đấy à? Có chuyện gì thế mình? Trời đất báo mộng điều gì mà con hoãng nhỏ kêu suốt đêm quanh nhà? Điểm gở theo chân đến tận nhà ta mất rồi. Hai ngày nay mình đi săn với thằng Lát Xê, chắc là có chuyện gì chẳng lành. Thằng Lát Xê quỷ quái thật. Trong khi mình rong chơi với nó, nó lại cho lính làm đường, xây lô cốt, bao vây quanh rừng lũy ta. Cái thòng lọng cứ mỗi ngày cột dần vào cổ mình. May mà có hai ngày đi săn với nó, ta mới tận mắt thấy được điều này. Giá như cụ Phan ở miệt trong cũng kéo cờ nghĩa như ta. Cụ Tấn Thuật ở bãi dậy cũng nổi dậy vào lúc này. Ai? Sao mình lại oán trách ta về việc xử sự với cụ Phan ngày trước? Hay mình không thương ta? Phận làm vợ đâu dám oán trách chồng lúc gặp bước gian truân. Nhưng kẻ làm tướng thì phải nghĩ ra một thế cờ trong nước bí. Mấy năm hòa hoãn với giặc Pháp, mình chẳng chịu nghe em, nên vẫn chỉ quẩn quanh đất yên thế. Nước non bể lặng sóng yên, giặc Pháp càng thêm rảnh tay. Đã đến nước này, buộc ta phải liều với chúng một phen. Anh em, hãy gắng sức mà luyện tập. Thám tôi sắp đến lúc phải nhờ tới anh em rồi đấy. Nhờ cụ trông nom cho anh em giúp. Vâng.
Thầy đã nói với con cho người về Đông Hồ, mời thầy dạy võ ở dưới đó lên luyện thêm cho anh em, sao không làm? Thưa thầy, con thiết nghĩ lò võ vùng ta đứng đầu thiên hạ. Đừng có học. Phận làm con, thầy mắng con phải chịu. Nhưng chóc. Người cầm quân thì phải biết trông trước nhìn sau. Vừa thắng trận, chớ vội tưởng là ta đã đứng đầu thiên hạ. Không ai dám đụng đến mình. Sự lầm lẫn của kẻ làm tướng có lúc dẫn đến nỗi lầm than của cả trăm họ. Điều thầy vẫn thường dạy con cũng chính là nỗi đau lòng của thầy bây giờ. Hẳn hôm nay thầy có điều gì ạ? Cha con mình đang đi ở đây mà không biết rằng thằng Tây đã lặng lẽ bủa vây chúng ta mất rồi. Không thể chỉ một làng một tổng mà đánh nổi chúng. Tiếng trống Ngũ Liên phải nổi lên ở khắp mọi nơi, từ Bắc chí Nam, mới mong quật nổi chúng. Chỉ tiếc rằng con mắt ta hạn hẹp nên... Anh em ta đã về đầy đủ cả chưa? Thưa thầy, anh em đã tề tựu cả gian nhà hội tướng. Anh em ở Hà Nội lên thì sao? Có thầy Đội Bình, một thầy lang, đi với một cô gái. Con đưa anh em chuyển về rừng đi, ta sẽ đến sau. Có chuyện gì mà phải chuyển chỗ như vậy ạ? Nhân dịp cụ cho lập chùa làm phúc, Đại Lý Pháp ở Nhã Nam xin đến mừng cụ và hân hạnh truyền lời của quan thống sứ Bắc Kỳ mời cụ về vãn cảnh cố đô Hà Nội. Nhà tôi chắc không đi một mình đâu. Thưa bà, phép lịch sự của người Pháp chúng tôi bao giờ cũng mời cụ và các bà cùng đi ạ. Ông lát xe hiểu lầm ý nhà tôi rồi. Nếu là sự vui thú, thám tôi không bao giờ lại hưởng một mình. Tôi nhận lời mời của quan thống sứ và sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Anh em thám tôi về Hà Nội viếng thăm quan thống sứ. Thiết nghĩ ông lát xe đã tới vãn cảnh chùa thì cũng xin mời ông tới dự các trò vui của dân chúng. Xin mời ông. Xin cảm ơn. Nghe nói phiên chợ Nhã Nam trước, ông Lát Xê đánh thắng cờ với cụ Đồ dưới đó. Nếu như cụ cho phép, tôi được hầu một đôi ván cờ với vị nữ tướng cờ khét tiếng một thủa trấn Kinh Bắc thì hân hạnh cho tôi lắm. Nói với cụ chùa sửa soạn đội cờ và loa để cho dân chúng tới xem cho đông đúc nhé. Bẩm vâng ạ. Xin phép cụ. Mình này, hắn tới đây hỏng chói chân ta, ta nhờ mình khéo léo chói chân chúng trước để anh em rảnh tay bàn việc quân cơ. Dạ. A-di-đà-phật.
Ông tượng này nòng dữ quá nhỉ. Đây là tượng ông ác, còn bên kia là tượng ông thiện. Cửa chùa nào cũng có ông thiện ông ác đứng canh giữ. Cái thiện cái ác bao giờ cũng đi cạnh nhau. A Di Đà Phật. Học trò của Đức Phật Thích Ca đấy. Đạo Phật lấy chữ tâm làm gốc. Kẻ ác sẽ bị trừng trị cho đến chết cũng không yên đâu. Xin mời bà. Tiền chủ hậu khách. Và cũng để hợp với lối sống lịch sự của người Pháp chúng tôi. Gành sĩ. Tôi chưa bao giờ gặp được một người đánh cờ nào mà lại mở đầu bằng một nước thế thủ như bà. Trong binh thư của một vị tướng nước Nam có câu: nhà có yên thì nước mới mạnh. Pháo đầu! Bọn Pháp tấn công chúng ta. Chúng đã nuốt lời cam kết, ngấm ngầm bao vây cả khu căn cứ Yên Thế. Chúng muốn chém đầu anh em mình bêu nơi cửa chợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Thám tôi mời anh em tứ xứ tụ tập ở đây không còn là chuyện riêng của đất Yên Thế nữa. Đất nước Nam phải là của người Nam. Thám tôi muốn cùng anh em kéo quân thẳng vào sào huyệt của chúng ở Hà Nội.
chồng cho tôi hoãn lại nước đi nhầm lẫn vừa rồi được không ạ? Đã nhiều năm sống hòa hoãn với bọn Pháp, ta chỉ mong được sống yên ổn trong mảnh đất nhỏ này. Khi cả giang san đã rơi vào tay giặc thì làm sao có được sự yên ổn cho riêng đất yên thế. Một lần nữa, anh em lại liều thân cùng thám này xông thẳng vào xào huyệt của chúng mà sống mãi một phen. Có trời đất quỷ thần hai vai chứng giám, ta sẽ không quên một ai đã cùng ta trong những ngày khó khăn này. Thám tôi biết những vụ nổi dậy của anh em binh sĩ ở Hà Nội đều đã bị giặc Pháp đàn áp. Có những người bị chém đầu, có những người bị chết dục trong xà lim. Vậy mà hôm nay anh em vẫn một lòng vì non nước. Ta chưa thắng vì ta như bó đũa để rời rạc mỗi nơi một cái. Thưa, đây là cô Hà, người vợ sắp cưới của con. Dạ, cô ấy ở ngay Tây Hồ, gần sách sông pháo của chúng con. Thám tôi chưa một lần được đặt chân tới Hà Nội, chưa thật mắt ngắm cảnh Tây Hồ. Nếu việc lớn mà thành, thám tôi sẽ đứng ra làm lễ đám cưới cho các em ngay tại đất Thăng Long. Dạ, xin thủ lĩnh cứ chỉ bảo cho mọi điều cặn kẽ. Việc đánh Hà Nội, ta sẽ cử người tâm phúc về để bàn bạc kỹ với anh em. Đó là một vị tướng mưu lược của ta. Những điều hôm nay ta nói cũng chính là những điều mà người ấy chỉ cho ta biết. Thưa thủ lĩnh, chúng con có thể biết trước được người đó là ai không ạ? Này con đến ngay nhà ông Lăng Sửu, bảo tối nay ta tới nhé. Được tin bà ở quê ra, ông đội con mừng lắm. Cho xe ra đón bà. Bà về ở tạm nhà con ít ngày, coi như bà cô ở dưới quê lên thăm gia đình. Bà, loại thuốc độc trộn vào thức ăn của bọn Tây, con có cho chó ăn thử, con nào con ấy đều chết. Con có mang theo một ít, ta quẳng vào chuồng chim để bà ấy. Chim muông ở đây là vẻ đẹp của đời, sao ta lại sát hại chúng? Anh em đã thử thì tôi tin. Dạ. Có điều là không biết ai sẽ trộn vào thức ăn của Tây. Dạ thưa bà, tất cả các đầu bếp của bọn sĩ quan Pháp đều là người đằng mình, kể cả ông bếp Ngọc ở dinh thống sứ Bắc Kỳ cũng là người của ta. À, tôi có thể gặp anh em được không? Dạ được ạ. Thưa bà, ngày mai các ông bếp ấy cũng đến họp mặt tại nhà ông Lăng Xỉu đấy ạ. Thôi, nhớ về sớm,
để tối nay đưa dì tới văn miếu nghe bình thơ nhé. Dạ. À này, em có biết vì sao? Đám cưới của vua Quang Trung lại to nhất thời bấy giờ không? Khi ấy, vua Quang Trung vừa dẹp xong loạn kiêu binh, đem Thái Bình về cho trăm họ. Lễ vu quy của nhà vua cũng là ngày hội mừng thanh bình của cả đất Thăng Long. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm, suốt ba ngày đêm quanh Hồ Gươm không lúc nào ngớt. Sao cũng biết được điều ấy? Trong sử sách có ghi mọi điều mà. Thế trong sách có ghi chép khi lễ vu quy, công chúa Ngọc Hân ăn mặc như thế nào không? Dạ, chứ cụ ở trên ạ. Chào bà. Dạ. Thưa bà, của nhà trên ấy vẫn mạnh chưa? Thưa cụ, anh em nhà cháu vẫn mạnh khỏe cả. Dạ. Thưa bà, cuộc bình thơ hôm nay theo lệnh của Nghĩa Hương ta là để tập dượt việc hội quân. Những người cầm sách bên tay trái là người của ta, thầy Lê Văn Dị ở phố Hàng Mắm, thầy Trịnh Văn Học vẫn dạy học ở trường Hoàng Long đấy. Người ngồi cạnh cây hoa là Trần Đức Hải, học trò ở phố Hàng Chuối. Cụ Đồ ngồi chiếu trên là bản thân của cụ Thán Thuật đấy. Nhà Văn Trơ Gan cùng Tuệ Nguyệt nữa còn trao mặt với Tang Thương. Nghìn năm gương cũ xoay kim cổ, cạnh đấy người đấy luôn đoạn trường. Chà, nữ nhi ở trên đất nước Nam mình thế mà khá. Thưa các cụ, các thầy, con thiết nghĩ nỗi buồn của bà huyện Thanh Quan đâu sánh được nỗi ai oán của các cụ, các thầy trong các khuê văn này. Lòng uất hận mà trong tay không gươm giáo, cầm bút nghiên muốn viết một lời thơ hùng tráng mà nước mắt nghẹn ứ trong lòng. Bà là ai mà sao khẩu khí còn ghê gớm hơn cả Hồ Xuân Hương vậy? Dạ, con ở đất Yên Thế, người của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám về đây mang huyết thư của người trình các cụ, các thầy, mời những người có tâm huyết về đứng dưới lá cờ nghĩa để lo việc cứu nước, cứu nhà. Sao bảo ông Hoàng không cần những người có chữ? Chả nên nói thế cụ ạ. Dạ, nếu nghĩ như vậy, cụ Hoàng đã không cử con về đây. Con thiết nghĩ, muốn đánh giặc thì phải có người cầm gươm cầm giáo. Nhưng giáo đâm vào đâu, gươm múa thế nào? Ắt phải có người am thông kinh sử, có người tài ba chỉ bảo cho. Trăm họ lầm than, nước non bị dày xéo,
trình các cụ, các thầy, lá huyết thư của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám đã được anh em chúng con đặt ở dưới cháp của các cụ. Con xin phép. Dạ. 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 Chào bà. Đây cho nó cũng nhiều. Về đông lắm này. Tại sao mọi người bên nghĩa quân phải cũng về được? Lúc tôi chắc là có gì. Thưa bà, lính Tây đang vây chặt cửa ra vào. Chúng đang giả soát kỹ những người ra vào văn miếu. Dạ. Bà ra cổng sau cho yên ổn. Trên nhìn thấy có người về chưa? Dạ, người ở trên ấy về đang ở nhà cụ Lang Xỉu. Thưa bà, xe tay đón bà, con cho chờ bà ở đầu phố Sinh Từ. Đa tạ tấm thịnh tình của ông đại lý đã gửi đồ mừng đám cưới cho đứa con trai cả của tôi. Không có gì ạ. Cụ Hoàng quả là khéo kén chọn con dâu. Trai cầu vòng yên thế, sánh đôi cùng gái nội duệ cầu lin. Quả là... Hiềm vì đường xa cách trở, việc đón dâu phải đi bằng thuyền. Nếu ông đại lý nhàn rỗi cùng đi đón dâu về tới Bắc Ninh thì hân hạnh cho thám này biết mấy. Nếu không vì ngày quốc lễ của nước Pháp đã bắt buộc tôi phải có mặt ngay tại Hà Nội thì chắc chắn không bao giờ tôi muốn rời khỏi cụ một bước. Xin phép cụ cho tôi được đưa ra bến sông. Một công việc lớn như thế này sao từ sáng tới giờ tôi không thấy bà Ba đâu nhỉ? Lâu nay việc lớn việc nhỏ của cụ có bao giờ tôi thấy vắng mặt bà Ba đâu. Ông là người am hiểu phong tục phương Đông nhưng ông lại không thông tỏ cho tới ngọn nguồn. Chuyện vợ lẽ còn thêm mà, thằng Trọng là con bà cả. Xin phép ông. Quân ta cùng với súng ống thế nào rồi con? Thuyền chở anh em và vũ khí đã đi từ đêm qua. Ta sẽ gặp đại quân đêm nay ở đáp cầu. Khá lắm.
Dạ bẩm ông, thuyền của bà ba đưa anh em ở Hà Nội đã tới nơi ạ. Bảo cả Trọng cho mở cuộc hội tướng dưới thuyền. Dạ thưa, ngay đêm nay ạ. Ngay bây giờ. Đây là thành Hà Nội. Cửa Đông, cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc. Cụm này do anh em binh sĩ đánh chiếm. Dạ. Kho bạc nhà giấy thép gần nhau, do quân của anh Cả Trọng đánh từ cầu Sông Cái vào. Nhà ga quân của Cả Dinh. Phố Gia Lâm quân của anh Cả Huỳnh. Còn bác Bếp Ngọc. Thưa Thủ tướng, thưa anh em, 6 giờ chiều mai, gần 100 quan binh Pháp sẽ dự tiệc cắt tó lui dê tại dinh thống sứ Bắc Kỳ. Chúng sẽ được nếm món cà độc dược của cụ Lang Sửu. Anh em ơi, cứ yên bề đứng dậy. Xin thủ lĩnh nhận cho, đồng hồ này chạy rất đúng với giờ của nhà dây thép ạ. Ông đội bình sẽ cho bắn 3 phát đại bác vào lúc 9:30 tối mai để làm hiệu lệnh tấn công. Xin thủ lĩnh cho xuống lệnh ngay. Được lắm. Lệnh tấn công bằng 3 phát đại bác. Xong việc, đầu giờ dần ngày hôm sau, cuộc hội tướng sẽ làm ngay dưới chân cột cờ thành Thăng Long. Thôi, giờ đâu về đấy. Này, con thuyền ông Cả Dinh đâu? Sao mà lính sống đi chứ? Đêm mai mình đợi em ở chỗ miếu cổ bên bờ sông Cái. Binh lính ở nội thành nổi dậy xong, đích thân em sẽ đi đò qua sông đón mình vào thành. Binh mới ở Bắc Ninh sang chiều nay phải không? Vâng. Trên Yên Thế có gì mới không? Con Hùng Xám vẫn đang ngủ ngon. Thưa các quý ông, quý bà, nhân ngày quốc lễ của nước Đại Pháp, xin nâng cốc chúc mừng sức khỏe của tất cả các quý ông, quý bà. Chúc mừng sự thịnh vượng chưa từng có ở các xứ thuộc địa của nước Đại Pháp. Có
con ra bờ sông xem có ám hiệu gì thì cho ta biết ngay. Dạ. Chú Ngọc ơi, à, chúng nó ăn phải thuốc độc của ta rồi. Thế à? Thế à? Ôi, đi đi, đưa cô với hai cháu tạm lánh sang bên kia sông. Sang bên đó chờ, sẽ có người của ta ra đón. Nhưng cháu muốn ở lại với anh em. Thôi đi đi. Phản kháng cuối cùng của các sứ thuộc địa nước Pháp vẫn chưa dập tắt. Con hùm xám của núi rừng Yên Thế hiện ra sao rồi, ông La Xỉa? Những con đường vừa mới làm, những lô cốt của ta cứ như sợi dây thừng thiết chặt dần vào cổ con hùm xám sứ Yên Thế. Ông già tôi là bạn thân với quan toàn quyền Đông Dương này. Ông bắt tôi học chữ Hán, chữ Nôm và đọc sách kim cổ phương Đông trong các thư viện. Rồi ông đưa tôi sang xứ An Nam. Cách đánh đối với con hùm xám Yên Thế mà tôi từng đề ra là sự thể nghiệm cho đường lối cai trị của chúng ta với các xứ thuộc địa mà thôi. Lính Pháp đều bị đầu độc hả? 90 sĩ quan thuộc trung đoàn pháo binh số 9 à? Trời đất ơi, lạy Chúa, cả 50 thằng lính của trung đoàn 1. Phải bằng mọi cách cứu chữa họ. Tướng Piano, ông hãy ra lệnh báo động khẩn cấp, bắt giữ tất cả những đứa khả nghi và lập tức phải cấm trại ngay tụi lính An Nam. Oh,
Thưa thủ lĩnh, đã sắp đến giờ hành sự chưa ạ? Thuốc độc trộn quá nhiều, vụ đồ độc kết liễu quá sớm. Bọn Pháp kịp huy động quân canh giữ kho súng, kho bạc. Lính nhà Nam bị tước hết vũ khí, nhốt trại. Đội mình bị bắn chết ngay ở trại ấy. Đỏ Sa Ngâm còn ở bên sông không? Tôi nhờ mình đưa tôi sang sông, đến với cánh quân cả trọng. Còn mình, hãy nghe tôi, quay trở lại nội thành xem anh em bên đó liệu ai còn, ai mất. Đưa số còn lại sang đất Bắc Ninh, tạm lánh ít ngày. Bằng mọi giá, gặp cô Hà, nói rằng thắng tôi. Thưa thầy, đã đến nước này, thầy cứ xuống lệnh cho tất cả các đạo quân xông thẳng vào Hà Nội, sống mãi với chúng một phen. Con đưa anh em trở về ngay đất Yên Thế, thua trận này, ta bảy trận khác. Nếu không cứu được cả nước non, thì ta cũng phải giữ nguyên vùng Yên Thế. Đã trên 20 năm cầm súng đánh nhau với giặc, ngay sức ta đã yếu lắm rồi. Đã đến lúc con phải thay ta cầm lá cờ chỉ huy của nghĩa quân Yên Thế. Cha giấu mặt con không cho bọn Pháp chụp hình cũng là để đến ngày hôm nay. Con đi đây. Bắn súng lớn. Anh cả. Thằng cả làm sao? Anh cả đã bị... Xin thủ lĩnh cho chúng con được mang xác anh cả về nhà. Ta sinh ra nó, phải để chính tay ta vác nó về rừng. Chỉ có cỏ cây chim muông mới biết nơi nó nằm.
chị đi tìm em khắp chốn khắp nơi. Mô Phật. Thủ lĩnh bảo chị đi tìm em, đưa em về trên ấy với anh em. Cổng từ bi của thủ lĩnh mênh mông quá. Mô Phật. Về đi em, để chị nói với sư cụ nhé. Dù chưa nên nghĩa vợ chồng, con đến nương nhờ cửa Phật, để theo anh ấy cho trọn đời trọn kiếp. A Di Đà Phật. Thưa quan thống sứ, nên thừa lúc bọn giặc đề thám đem lực lượng của chúng về đánh Hà Nội, theo ý tôi, quan thống sứ điện ngay cho tướng Pien, điều ngay lập tức 6 trung đoàn tinh nhuệ của chúng ta hiện đang có mặt tại Bắc Kỳ lên dẹp loạn yên thế. Binh lính Pháp sẽ được di chuyển bằng cơ giới, như vậy chúng ta sẽ có mặt trước khi quân đề thám kịp về tới xào huyệt của bọn chúng. Alo, tướng Pien đó phải không? Cái gì? Hẳn là ngài Lassie đã gặp ông rồi chứ. Hãy nghe lệnh tôi, mở đầu cho cuộc tấn công này, pháo binh Pháp phải dập nát dinh lưới đề thám không còn một mảnh vụn. Cho ta biết, đừng ngại. Dạ bẩm ông, quân ông Cả Dinh bị tan tác hết cả. Ông Cả Huỳnh buộc phải trả hàng giặc để cứu anh em. Thôi, thôi. Bên đất Vĩ Yên hôm nay thế nào? Quân ông Ba Biểu bên đó ra sao? Ô hay, sao không nói? Thủ lĩnh của mình hôm nay... Bên Vĩ Yên thế nào? Quân ông Ba Biểu đang đánh nhau bên ấy. Thủ lĩnh của mình.
Bẩm ông, ông cho con được lễ sống ông một lễ, ông sống khôn chết thiêng. Ông tha tội cho con, từ ngày theo ông, con chưa bao giờ dám làm trái ý ông. Nay ông cho con về quê với mẹ già, con xin tạ lỗi. Đi đi, quỳ xuống tạ tội với thầy U Anh ở chốn quê nhà. Đừng nhìn ta như vậy, rồi anh sẽ chần chừ mất. Ta cho phép anh đi đây. Chuyện gì thế? Trời chưa sáng đâu, tôi canh cho mình ngủ. Đây là đâu rồi nhỉ? Đến đất Vĩnh Yên, gần Tam Đảo rồi. Mình vất vả quá. Gạo ăn hết cả, làng trại thì không vào được. Tôi nghe có tiếng suối chảy quanh đây. Hay là sáng mai tôi ngược suối, may ra kiếm được ít gạo cho anh em. Lính bùa vây khắp ngả, mỗi ngày chạm trán với chúng vài ba lần. Không đi được đâu. Nhưng không đi, lấy gạo đâu mà ăn, để sang đất Tam Đảo. Không lo, dân còn thì mình còn. Trông coi việc làm, có tần phu canh gác suốt đêm ngày, chống ngũ liên thúc liên hồi. Nếu ai trái ý sẽ bị chém đầu beo cửa trăng, nói là người của giặc ngày tháng. Bà ơi, thế ông còn hay? Còn. Còn anh em đằng mình, dân còn thì anh em còn. Cực lắm, phải sống lẩn quất trong rừng, đánh cổ chế rừng thay cộng. Kìa, sao bà lại khóc? Anh em khổ quá. Con nói có trời đất quỷ thần hai vai chứng giám, nếu được đánh đổi cả thân phận con, lấy cái cơ cực của bà bây giờ. Em nói sao? Bà được ở cạnh ông, được chăm sóc, thờ phụng một người chồng như vậy. Sống một ngày bằng cả một đời nhung lụa đấy. Ngất. Bẩm ông, cơm lam đã chín, ông ăn một chút cho đỡ đói lòng. Một thanh cơm nhỏ các con cũng dành cho ta,
ông đã cùng thám này đi tới ngày tận cùng của số mệnh. Ta muốn các con hãy nghe ta lần cuối cùng. Sớm mai, trước khi mặt trời mọc, các con hãy tìm đường về quê quán làm ăn. Con xin ông đừng nói thế, con sợ lắm. Chuối rừng dành dụng cho ta miếng cơm bát gạo. Còn ta bây giờ cũng đã đến lúc chỉ cần hương thơm của trời Phật thôi. Ăn đi, hãy ăn đi. Đừng đuổi nữa, vô ích. Chắc chắn hắn sẽ trốn thoát được. Tôi hiểu đề thám hơn các ông. Alo, hãy nghe đây, ông giám binh. Quan lớn, ngài có nghe hát nữa không ạ? Cho đốt lửa từ chân núi ngàn ván đốt lên. Chỉ có cách ấy mới giết được tên đề thám. Phải thiêu sống con hùng xám yên thế, hiểu chưa? Trên núi ngàn ván cháy dữ lắm. Con hãy thỉnh hồi chuông lên, báo cho bàn dân thiên hạ biết tin hung dữ này. A-di-đà. Chúa cũng có lúc phải rời khỏi ngai vàng, người anh hùng cũng có lúc phải ra đi khỏi lịch sử. Anh em thám tử chỉ là chiếc cầu nhỏ trên con đường lớn của lịch sử nước non. Nhiệt huyết thì nhiều, nhưng hiểm lỗi, kẻ làm tướng như thám tôi, con mắt còn hạn hẹp,
nên không cứu nổi châm họ thoát khỏi đầm thân. Biết rồi, vì đã hiểu ra thì đã muộn rồi.